Sở dĩ mà chúng tôi tổ chức cái đêm ca trù và thơ báo hiếu đó là bởi vì nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của cha chúng tôi là cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi. Thì chúng tôi coi như là cái tâm nguyện của cha chúng tôi đó, riêng về di chúc này. Thì trong có nói cái mở đầu chúng tôi có nói về cái bài thơ mà cái vần thơ mà cha chúng tôi có để lại đó, nói là bản tính tôi nặng mang mối tình dân tộc, mê thích thi ca, yêu văn học dân gian đấy. Thì và muốn là cá tùng quê hương và nó ôi núi sông hồng vĩ, và những con người thông minh tài trí hiên ngang, và từ ngàn xưa đồng lòng giữ vững biên cương, đưa dân tộc hùng cường nhất Đông Nam Á, nhất Đông Á đấy. Thì vì vậy cho nên là chúng tôi nhân cái ngày giỗ đó thì tổ chức cái đêm ca trù vào hát thơ báo hiếu, thì cũng muốn để cho con cháu của mình được biết được cái tâm nguyện của ông cha mình. Và tôi cho là hiện nay thì cần đến cái vấn đề giáo dục gia đình, và chính vì vậy đó thì chúng tôi đã soạn ra đó, thì nói là gia huân ca trong cái trường ca gia đình quốc đạo đó. Nhưng mà đặc biệt vừa gần đây đó thì chúng tôi có làm các loại kinh, gọi là 12 cái kinh. Và cái kinh này nó có thể là tại gia đình cũng như là các đền, các chùa và kể cả nhà thờ nữa, là những kinh. Ngày xưa thì người ta thường kinh như là cả kinh Phật thì là qua Trung Quốc hết. Thì bây giờ tôi muốn là thể hiện cái kinh thuần Việt. Trong đó là có rất nhiều kinh, 12 kinh, trong đó là có kinh thơ, kinh thư, kinh báo hiếu, kinh tưởng nhớ, vân vân. Thì trong tất cả các kinh đó thì tôi nghĩ là khởi đầu bằng cái kinh gọi là kinh thư. Cái kinh thư đó thì ngày 12 vừa rồi đó thì chúng tôi coi như là hoàn tất đấy, một cái văn bản gọi là kế sách cứu nước và xây dựng đất nước, và thi hóa là 408 câu câu lục bát. Thì trong đó là có 9 kế sách tất cả. Thì tôi thể hiện cái tâm nguyện của mình, và nếu mà gửi cho tất cả mọi người lãnh đạo của nhà nước chính trị cũng như là mọi người Việt Nam, làm sao mà có những cái kế hoạch và trước những cái nguy cơ phải nói là rất lớn ở Biển Đông chưa có đó, thì mình phải có những cái sách để xây dựng như thế nào đó. Thế thì tôi tất cả những cái gì đó mình thể hiện trong cái tôi nói là kinh đó thì là bằng thơ ca. Và như vậy ngày hôm nay là các nghệ sĩ sẽ hát với các làn điệu dân ca ca cổ, có thể hàng trăm, có thể hàng ngàn những làn điệu. Thì cái đầu tiên nó là trong đó thì vì nó là đầu tiên là kinh thơ, là kinh thờ quốc tổ, thờ anh hùng dân tộc và thờ tiên tổ. Vừa rồi đó thì thờ Hùng Vương đấy, thờ quốc tổ Hùng Vương đấy, thì được coi như UNESCO công nhận là một cái di sản là của nhân loại mà, và nhân loại thì nên trở về cái cội nguồn và nhớ công ơn của cha mẹ mình, tổ tiên mình. Và đặc biệt chỉ Việt Nam này có chung đó, có quốc tổ Hùng Vương. Và đấy thì đây, trong cái kinh thơ đó thì tôi biết là cái mở đầu, nhưng mà cái kinh thư nó cụ thể hơn về cái sách cứu nước và biết bao nhiêu kinh khác đó. Thì hôm nay thì sẽ cố gắng để thể hiện.
Dạ. Vâng. Con nói cho con cái bằng hiếu à. Giáo dục. Dạ vâng. Thì thực ra thì tôi đã có mà hẳn cái bé thì thế nào, bé như xem bé nghe thế nào, rồi bé lớn lên như thế nào, thấy những cái gì mà cần phải rèn luyện, và cái 10 đặc điểm của người Việt Nam rồi đó. Nhưng mà riêng cái kinh báo hiếu đó thì tôi cũng muốn nói đến cái nhớ công ơn tổ tiên của mình, bản thân tổ tiên của mỗi gia đình và tổ tiên của đất nước mình, trong đó có những anh hùng dân tộc. Dạ, thì nói chung đó thì tất cả tôi nói là 12 cái kinh đó đều là thể hiện cái rồi mà nó thành kinh. Còn riêng về Gia Huân Ca đó thì nó hàng trăm những cái câu thơ mà liên quan đến vấn đề Gia Huân Ca của gia đình ấy. Thì tôi đang chuẩn bị một cái tác phẩm mà hy vọng là sẽ được xuất bản là Giáo dục gia đình và văn hóa cũ đạo, thì trong đó nó có cái phần mà Gia Huân Ca. Dạ vâng. Tất cả mọi người, cả quý vị cũng thứ lỗi cho, và nhất là hôm nay cũng 88 rồi, là tôi thấy là cùng khách. Còn đêm bác Dương Hy thì năm nay cũng bay, nhưng mà có những cái nơi mà tôi để hát cái mà hát nói bằng chữ năm đó thì học trò ảnh của phụ đó thì phải nói là đây là coi vinh quang của cụ. Thì như vậy đó. Nhưng mà hôm nay đó thì các nhà thơ, các nhà văn phải nói là nhiều lắm, có cái nhà thơ thế cũng được phê đấy, để công nghệ học nhật mà đã quảng bá cái ông tôi viết hàng chục bài đấy, và đọc văn nghệ người viết thì tôi cháu đổi một phần con cháu của tôi với thế, và có thể là các con cháu của chúng ta thì làm thêm 6.000 câu thôi, thì có thêm là kế sách trước nước và xây dựng đất nước. Và cái tình hình thường thì đi lãnh đạo của thành phố và huyện ủy, và từ cái chương trình đó tháng 8 vừa rồi đấy, thì tôi mới hứng tôi mới làm thêm nữa cái phần tiền nữa là di sản tất cả. Rồi đấy là rất nhiều kinh, cái tấm này kinh nữa nó sẽ ở mọi nơi, ở mỗi nhà. Thế thì nhà thắng không những cái về sắc đáp vào và nhìn nhất đấy, không đó 200 bài thơ hắn nói chứ không phải biết đâu, bảo gần 400 bài thơ nhất. Thế thì mở đầu là cái bài đó thì xin nghiên cứu toàn tâm nữa, thì lúc thấy và có thì là trưng bày ở trong cái bảo tàng của nước Brazil. Tôi có làm bài thơ ngưỡng trông, nang đề là ngưỡng trông thân tạc chân thành tưởng nhớ nhà nhiếp ảnh Phạm Văn Bùi, thân mất phụ của bà Phạm Văn Loan. Đúng là nghệ thuật ảnh trắng đen trông thật đẹp làm sao. Mới ngắm qua tình cảm đã dạt dào, lòng cảm phục càng khi vào trí nhớ. Oánh tâm diệu mục, lưu kim cỏ, thạc ngạc, thanh
danh ký thọc lai, những tấm hình như suối tóc đen dài và duyên dáng của hai người thiếu nữ. Ảnh đen ấy đã làm nên vinh dự cho chính mình. Danh ở xứ Brazil, phong xương được vẻ thiên nhiên, mặt khen nét ảnh càng nhìn càng tươi, ngưỡng trông gọi có đôi lời. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Là bây giờ thì xin nghệ sĩ Thục An lên hát cái bài này và xin cụ cụ Xoan. Tâm thể
xin các nhạc sĩ tiếp tục và xin thành đây một số nước bạn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy nhân gian, một lòng thơ mẹ kính cha chọn đạo hiếu mới là đạo con này anh cả anh hai đấy ơi, nuôi con bé cạn chứ non mòn con khi mà khi sao xiết đi chứ biển trời mà công ơn ý ơi nay con mà khôn lớn nên người là quên cha mẹ chứ một đời mà vì con ngọc vàng từ còn thấy mà chứ được luôn ngọc vàng còn thấy cha mẹ mà sớm tối ơi biết còn là còn hay chăng ơi quên thân mà bao hiếu chứ khi lòng ơi thương nỗi đau chứ xin cho cha mẹ thơm lâu xem cả không ước mơ về trắng thương trong quấn quanh bên núi cho nồng mẹ cha thổi lên cho rộng bung đa vỗ tay con trẻ lòng già thêm vui nắng lúa chưa mây trời con gom này nắng lúa chưa mây trời bước đan này thành áo chứ tuổi người sang thu bước làm này điều sao chứ vì vô thanh âm mà cuốn lọn chứ tơ số nhịp ngàn tiếng biết đi cung đàn làm cho này tiếng biết cung đàn làm cho này tim tim mấy dây loan chứ buồn cùng làm cho phượng hồng nắm cao chạm quyền chạm rồng mấy đưa làm vui thắp mặt trời chưa để dân cha mẹ cho vừa hiếu tâm trung thu trăng sáng trăng ngần ướp thêm nồng hồng cốm một mâm hương đầy nhìn răng ăn ốc xung vầy
cỏ nở xanh này cô cá khoai đấy ơi. Ước làm giọt nước lóng lanh chớp mi mi nỉ chớp mi chư cơn gió ô tang từng tang hoa thành đi ô tang từng tang sửa thu diễn thu từng là thu diễn thu ô tang từng tang từng là tang từng đi ô tang từng tang mẹ ngồi thơm nẹt hương nhu khói liên mà tấm mơ chuyện ra ô tan từng tan sống mơ kỳ đi ô tan từng tan tay con từng là tay con ô tan từng tan từng là tan từng nhìn ô tan từng tan mẹ cha triệt lị buông trong tiếng người tàu nối son trọn đời xin cho gạo trắng rau tươi cho bác cơm dân mẹ nụ cười vàng anh con xin tuổi hạt trọn lắm mẹ cha một lòng phụng dưỡng thiết tha sớm hôm thăm viện canh gà yếm nghe lòng con như chiếc dù che mưa không ướt đất nắng hè tàn lá cây ơn cha mẹ nghĩa sâu dày tất lòng hiểu từ thảo ngay đền bù thuyền dù đi ngược nước xuôi sinh sinh thành dưỡng dụng ô tan từng tan đền bồi ô tan từng tan ơn công ơn trời là ơn công ơn ô tan từng tan từng là tan từng nhì ô tan từng tan trả sao cho hết lòng con thoảng ô tan tình tan tuổi đời ô tan tình tan hoàng ô tan tình tan hoàng hôn rồi ô tan tình tan chén cơm bát thuốc lá bờ bến xanh hy vọng cây giờ trường xanh mẹ cha ở tấm liều tranh sớm thăm tuổi viện mới đành phận con cù lao chiến trường vuông tròn đáp đền ơn đức là con thỏa cảm ơn ân đức tiên sông cho con mà biết là nghĩa ô tan tình tan ơn cội nguồn gì ô tan tình tan mẹ cha cảnh hạt về non ngày đêm chứ tưởng nhờ ô tan tình tan giờ mời ô tan tình mọi mong người đi ô tan tình tan tình là tan tình ô tan là tình tan ô tan là tình ô tan tình tan
rất cảm ơn nghệ sĩ Vũ Tú. Như thấy như là chúng ta thấy đó là lý để hò đủ tất cả, để tôi thấy rằng là nếu mà thật trong cái thơ, tất cả những cái thơ kinh đó thì nó dài lắm, nhưng mà các nghệ sĩ chỉ hát từng chân thôi, một số mà tôi cái yêu cầu là cứ thích cái đoạn nào thì hát là nó rằng là Sóc Sơn, là bởi vì tôi thấy là hơn nhiều, bởi vì từ Sóc Sơn đó thì thánh gióng đang Phật đấy thì là toàn là các nhà sư Trung Quốc làm thì đó, cho một số ý kiến đấy về cái kinh đấy. Chùa thì tùy theo các bạn, có thể kinh nào đó. Thế thì chúng tôi xin tôi xin được cho biết là kính chào toàn thể giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, cũng như toàn thể tất cả các quý vị có mặt này trong ngày hôm nay. Bây giờ tôi xin hát một cái bài mà trong này là thầy Nhã đưa cho chiều hòa. Thank you.
Tôi